các bác biết đến chiếc xe này thì em đảm bảo bác nào gần như là cũng thích các bác nhá. Bởi vì vừa đẹp lại vừa rẻ mà, đúng không? Đấy, chạy sướng nữa, trang bị hiện đại nữa, form dáng đẹp nữa các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, ở trước mắt các bác là cái đèn hậu phía sau nó này. Đèn hậu phía sau nó được trang bị, nó là đèn full nét luôn, đèn của những cái mẫu xe sang luôn các bác nhá. Đấy, mắt cảm biến chống va chạm, lipo đầy đủ, phanh đĩa phanh ABS đầy đủ các bác nhá. Form dáng đẹp. Đây em quay cho mình một vòng xung quanh để mình thấy được form dáng của chiếc xe này nó như thế nào các bác nhá. Đây, đẹp chưa? Đấy, đẹp luôn. Sơn xi bóng đẹp. Đèn của xe cũng vậy, rất là mới các bác nhá. Đấy, chiếc xe rẻ như Spark luôn, rẻ như Matiz luôn. Đấy, rẻ như Matiz thôi các bạn là mình đã mua được chiếc xe ok như này rồi. Đấy, con này thì đợt này bên em về nhiều các bác nhá. Đấy, và đợt này bên em cũng mua được với giá tương đối là tốt. Đấy, và cũng sẽ nhượng lại cho mình ở mức độ mà vừa phải, bên em cứ lãi tầm khoảng loanh quanh vài triệu là em sẽ bán cho mình thôi các bác nhá. Đấy, xe không có lỗi đâu, rẻ nhưng mà không có lỗi các bác nhá. Tai nạn đâm đụng là không có rồi. Đấy, pháp lý giấy tờ của xe là chuẩn cho mình rồi, mình yên tâm nhá. Và đây là nội thất ở trong các bác nhìn này. Đấy, trang bị đẹp chưa? Đấy, hình thức rất đẹp luôn. Và đồ chơi thì cũng đã được lắp thêm, ví dụ như là thảm sàn 5D này, rồi đồ chơi như là cái đèn ở phía sau này, cảm biến này, rồi lipo này, cam hành trình này, rồi màn hình này. Đấy, phủ táp nô này. Đấy, cũng trị giá lên cả là vài chục triệu đồng các bác nhá. Và chiếc xe này thì nó thiết kế là cần số tự động các bác nhá. Đấy, chứ không phải là cần số sàn đâu. Đấy, số tự động đấy ạ. Đấy, điều hòa của xe thì nó là điều hòa auto được làm ở đây này. Đấy, nằm ở đây các bác nhá. Nằm ở đây. Đấy, có sấy sưởi nóng luôn, sấy nóng, sưởi lạnh các bác nhá. Màn hình đây, đề khóa thông minh start stop được làm ở vị trí này nhá. Vô lăng tích hợp có phím điều khiển, có túi khí an toàn. Vô lăng của xe các bác nhìn xem vẫn rất đẹp luôn. Đấy, vô lăng và ghế nhá. Ghế lái này các bác nhìn xem này. Ngồi không nhiều cho nên là ghế lái mới được đẹp như này các bác nhá. Đấy. Ngồi nhiều là không còn được đẹp như này đâu, mà người ta sẽ thay rồi, nó rách rồi các bác nhá. Đấy, và có cửa sổ trời này, chân nỉ. Đấy, san nỉ. Và lót thảm da các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện, có cục gương tự động nữa các bác nhá. Đấy, túi khí an toàn nằm ở đây và bên kia nữa, chỗ này là cổng nghe nhạc này, cổng sạc điện thoại và chỗ mở cốp đồ luôn. Đấy, chỗ này có túi khí an toàn đây các bác nhá. Và đồ nhựa, đồ da các bác nhìn xem này, đồ nhựa, đồ da đẹp chưa? Đấy, mới chưa? Rất mới luôn đúng không ạ? Ghế đẹp chưa này? Đấy, ghế đẹp chưa? Cột kèo đính bấm của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Xe không lỗi lầm gì. Bao cam kết là có chế độ bảo hành cho mình về vấn đề lỗi của xe. Bên em nhận lại xe và hoàn lại tiền cho mình nếu mà các bác bảo là xe có lỗi các bác nhá. Đấy, và các bác mình cứ nhìn cho em hình thức đi. Nếu mà các bác mình thấy ưng đấy nhá, đúng chân mẫu xe này rồi thì các bác mình alo bên em để vào việc với giá tốt nhất, rẻ nhất các bác mình nhá. Đấy, em bao giá làm sao tốt nhất cho mình luôn. Đấy, ghế đằng sau đây các bác nhìn này, ghế đằng sau cũng vậy, rất đẹp, rất mới luôn nhá. Thảm sàn 5D trước sau rồi. Đấy, chuẩn lý đây. Vâng, em đang quay xe, bác vào xe đi. Ok nhá, đây là phía sau của chiếc xe La City Sedic này. Daewoo La City Sedic 2009, số tự động, máy 1.6, nhiên liệu xe rất là ít, chỉ tầm khoảng là 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Còn đây là phần phía sau mà em đang quay, các bác nhìn xem này. Đấy, cặp đèn hậu xe rất là mới luôn và trang bị nó là full nét luôn các bác nhá. Có mắt cảm biến chống va chạm, lipo này, camera lùi đầy đủ này và có thêm một số cái chữ. Đấy, nhìn chiếc xe đẹp hơn. Mẫu xe sedan hai đầu, cốp sau rất to rộng. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa phanh ABS. Đấy, lốp của xe là vẫn còn dày. Đấy, tắp đi tắp nô, cánh cửa các bác nhìn xem rất là tươi mới, rẻ luôn. Gioăng cửa đẹp. Đấy, đồ nhựa xe còn sáng đều các bác nhá. Đây. Đẹp chưa? Các bác thấy ok không ạ? Các bác nào ngồi xem rảnh tay nhấn cho em xin lần like, lần tim một lần chia sẻ nữa. Em cảm ơn các bác mình rất là nhiều các bác nhá. Đấy, bộ ghế da đẹp chưa? Không mục mọt nhá. Đấy, xe không tai nạn, không đâm đụng và không mục mọt đâu. Mua về không cần phải sửa gì, không cần phải mất tiền bao lâu nữa, cứ thế đổ xăng chạy thôi các bác nhá. Đấy, gương kính điều chỉnh điện nằm toàn bộ ở cái khu vực này. Đấy. Và âm thanh của xe nghe rất là hay. Các bác nhìn xem công tắc phím bấm ở đây vẫn còn đẹp này. Đấy, tem ở đây vẫn còn này. Đấy, vách cửa đẹp nhá. Đấy, đèn tự động sáng nhà, gạt mưa tự động gạt nhá. Đây cảm biến đây. Ở chỗ này thì báo thử thị một số thứ mà đã được lắp thêm. Đấy, gầm sàn sáng đẹp, bên ngoài có nút bấm từ một chạm làm tay nắm cửa hai bên. Bên đây, bên kia nữa. Cục gương nhá. Kính của xe bọc dán rồi nhá. Sơn xi bóng bờ sạch sẽ cả con. Đèn đó cũng sáng mới đúng không ạ? Đèn đóng xe rất là mới này. Bên em đang có mấy con như thế này nhá. Giá bán chỉ là hơn 100 triệu đồng một ít con thôi các bác nhá. Là mình có thể là mình mua được ngay cái mẫu xe như này mình đi rồi. Đấy, quá ok và tuyệt vời đúng không ạ? Đăng kiểm của xe này vẫn còn. Đấy, đăng kiểm của xe tháng 5 năm 2024. Ở bên em còn nhiều xe khác nữa. Mời các bác mình qua địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để mình xem xe nhá. Đối diện với là 225 Trường Chinh. Đấy, số điện thoại đây. Đấy, số điện thoại đây và một số nữa là 0335838389.
ba số có Zalo, địa chỉ 902 Trường Chinh các bác nhá. Nhiều xe đây, khách hàng đang đến xem rất là đông này, em cảm ơn các bác mình đã đến ủng hộ em nhá. Đây nữa này. Đấy, còn rất nhiều xe khác nữa. Các bác mình nhấn like, nhấn tin, nhấn chia sẻ ủng hộ em với, và các bác mình nhấn đăng ký, nhấn theo dõi để xem thêm video mới những chiếc xe khác của bên em các bác nhá. Cảm ơn, chào tuyệt quá ạ.